Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Stan S600 là dòng xe đạp thương hiệu của Đức và được sử dụng bộ cấu hình nó gọi là chất nhất trong cái tầm phân khúc rồi. Mức giá đang bán chỉ có là 9.600.000 cho một chiếc xe khung nhôm, một chiếc xe hãng của Đức. Xe hãng của Đức và được sử dụng bộ cấu chuyển động rất là ngon trong tầm giá, đó là bộ DOG 10 tầng lít 3 đĩa. 10 lít 3 đĩa, đùi trục rỗng, bánh 26 inch, mayo bi vòng cuối lổ, xanh dầu và giảm sóc hơi. Giảm sóc của trang bị trên xe là giảm sóc hơi, phanh dầu rồi. Toàn bộ là đồ Shimano DOG. Và cái giá bán chỉ là 9.600.000 thì em nghĩ là đây là một chiếc xe mà tốt nhất cái phân khúc rồi. Full hết tất thật những cái bộ rất là ngon. Các bác mua về thì chỉ việc đạp và sử dụng thôi, không cần phải nâng cấp. Không cần phải nâng cấp sau này nữa, tại vì xe thì nó đã đầy đủ hết những thứ mà một người dùng cơ bản cần trên một chiếc xe rồi. Cấu hình cao, phanh dầu rồi, giảm sóc hơi, đùi trục rỗng. Khung này là một thương hiệu của Đức các bác nhé. Thương hiệu của Đức này, Stan S600 đây. Các bác có thể nhìn ở đây. Design in Bavaria, nó là một cái bang của Đức, nó là Bayern đấy các bác. Nó là một cái bang rất là lớn của Đức. Thì chiếc xe này được thiết kế tại Bavaria. Quá nhiều những thứ rất là ngon được trang bị trên chiếc xe. Khung sườn thì cũng còn tương đối là tốt các bác nhé, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài này và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn là tương đối là đẹp. Chiếc xe cấu hình rất chất luôn, mayo bi vòng cuối lổ, bộ cấu hình cao. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 54 cm. Thì xe phù hợp các bác đi khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động DOG 10 lít 3 đĩa, 30 tốc độ khác nhau, mayo bi vòng cuối lổ. Và chiếc xe này bán ra mức giá là 9.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.